Allez, Yann Maria qui fait des grands gestes dans sa cage pour déconcentrer Rémi Sergio, le capitaine de cette équipe de Villefranche. Hein? Rémi Sergio. Ah non, et le carton rouge. Le carton rouge pour Yann Maria. Le carton rouge distribué par Samir Zolota. Alors. Mario, I cannot change you. I cannot make a change. I don't have a striker on the bench. Don't touch anybody. Play only with the ball. When we lose the ball, no reaction. If somebody provocates you, no reaction. If the referee makes a mistake, no reaction, Mario, please. He was sent off for the Italian under-21s in the summer of the European Champions. Minute 46. No way. Red card. No way. Nhà có thằng con trai như này, nói chung gia chủ cũng bất lực lắm các cháu ạ. Mình nói cho nó khô mép mà nó có chịu để vào tay đâu. Thái độ lồi lõm cho lắm vào rồi phút 46 ăn thẻ đỏ. Nhìn xem có sôi máu không cơ chứ. Phải tôi lại đấm cho mấy nhé. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Này thì lao, này thì thái độ. Đừng có thấy hổ không gầm mà tưởng là Hello Kitty. Mấy chú chọc sai người rồi đấy nha. Chuyến này đi xa bờ mẹ luôn. Quá đỉnh. Nói chứ anh ấn cười gần chết chứ có sung sướng gì đâu. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Đời về cơ bản là buồn, tự dưng bị liệu chứ chuyện xui rủi ai muốn bà ơi. Quả này về chắc đồng đội nó đấm cho không trường phái nào luôn quá à. Xui thế bà cố vậy không biết nữa. Ôi anh Ru, mình đang chơi bóng đá chứ có phải bóng chuyền đâu mà anh tỉnh như sao vậy hả anh ơi? Chơi như này thì bố của trọng tài cũng phải phạt chứ ở đấy mà nói đến trọng tài. Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. I think Spalletti on balance will be pretty pleased with the result. And Jose Mourinho I think will be very pleased with the Roma performance. And the first scoreless draw here between these two sides. Oh, there's a red card for Spalletti at the end. Spalletti saying there, I said, well done. Merit saying the same, clearly. À đù mé, đù có tí mà cái thằng này căng quá nhờ. Người ta bảo hoan hô khích lệ tinh thần thôi mà chú căng thế. Nước đi này anh đi sai cho anh đi lại đi mà. Mẹ nó chứ, người gì đâu mà nghiêm túc quá đáng. Sống là phải biết quẳng tí miếng hài thì nó mới vui chứ lị. Thế ông im mẹ à mồm đi. Wilson was offside. Oh, the keeper must have handled that. Giờ mà không lăn ra đấy thì nó đá vào lưới. Mà lăn ra đấy thì á đù, ăn luôn cái thẻ đỏ thế đấy. Trọng tài đúng là quá nhanh quá nguy hiểm. Không một động tác thừa luôn mới chịu chứ. Half would change the game. Marcelo was booked and then by mistake turning around knocked the card out of the referee's hand who dismissed the player. Very harsh decision by the referee. Ôi dồi ôi, anh ơi từ từ bình tĩnh nghe em giải thích. Nước đi đó em đi sai cho em đi lại. Chứ em làm gì mà dám láo với anh. Tất cả chỉ là ảo giác thôi anh ơi.
thề là em chưa kịp làm gì nó luôn anh ạ. Mới nói chuyện sơ sơ mà bỗng nhiên nó rầm như tổng đá, chứ em đã kịp làm mẹ gì đâu. Tự dưng ăn cái thẻ đỏ thì lại oan thị màu quá anh Tài ơi. Đồ cái gì đấy, đang chơi bóng bằng chân mà tự dưng bạn chuyển qua chơi bóng bằng tay trong một nốt nhạc luôn thế. Ảo ma Lazada quá nhờ. Tôi năm nay 70 tuổi mà tôi chưa bao giờ thấy trường hợp nào như này. Phải tôi thì tôi cho luôn chục cái thẻ đỏ cho chừa. Láo tuyết thật sự. Rồi, mày xong rồi. Oh, no. Bảo chơi xanh chín từ đầu đi thì không chịu. Cái tay sao mà manh động quá à. Chú mà đã thích chơi dơ thì anh đây tặng luôn cái thẻ đỏ cho nó vừa lòng. Chơi kiểu này thì mới vừa lòng chứ, được lòng sao chứ. Quá là đáo để luôn. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Trọng tài trên sân ngậu cùi, ai cũng phải ráng thế này mà chú mày tưởng để làm cảnh đấy à. Được rồi, chú mà đã thích thì anh chiều chú luôn. Ra sân luôn cho nó khỏe người nha. Kiểu gì? Oh my god, really anh Tài? Người ta đã thủ sẵn hai áo để phòng hờ rồi mà anh nỡ lòng nào cho ăn thẻ. Mà không phải thẻ vàng nữa mà cho nguyên cây thẻ đỏ mẹ luôn. Cạn lời, khô héo ngôn từ trong trường hợp này. Còn gì nữa đâu mà khóc với trầu. A fairy tale journey for Northern Ireland that just keeps getting better and better. And surely that's a red card. Gotta be it. The midfielder. It was Sarah McFadden. Bạn chơi đẹp thì mình chơi đẹp. Bạn chơi mất dạy thì mình vẫn chơi đẹp. Còn bạn thì ăn thẻ. Cuộc sống mà. Lần sau mình bớt chơi ba láp ba xàm lại nha. Chơi dơ thì dơ sơ sơ thôi. Dơ lắm nó lố lăng. Dơ quá là nó ố về đây. À đù chết. Đừng có mà đùa với anh. Anh mà đã cấu thì trọng tài cũng phải rén nha. Thôi chú lượn đi cho nước nó trong. Đòi phạt anh hả? Xin lỗi chú chưa có cửa đâu nha. Anh cho một vé ra sân luôn chứ ở đây mà láo à. Ôi vài ơi. Đã bảo là nín họng lại thì không chịu. Cứ hay ra vẻ quá à. Người ta đá mà mình nói quá trời nói về ông anh. Thôi được rồi, ông anh đã có lòng thì em đây xin được đáp lễ bằng thẻ vàng, coi như bùa phong ấn cái mỏ hổn của anh lại. Chứ đâu cái đầu lắm rồi đấy. Mẹ cây tên à! A đù, từ từ bình tĩnh nghe em giải thích anh ơi. Em có lỡ tay tác động vật lý vào nó thật, nhưng sơ sơ vào tay cho nó gia tăng tình hữu nghị thôi ấy mà. Nỡ lòng nào anh cho em con thẻ thế này thì tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Mẹ nó kỳ.